Guys, I keep taking anh Quân, hello mọi người. Chắc là em nghĩ là bây giờ là bắt đầu được luôn rồi, anh Quân. Ừ, okay. Uh, ok em. Dạ, vâng, ok. À, chào buổi sáng tất cả mọi người thì hôm nay là một buổi sáng thứ bảy à, đây là một cái buổi event à, đầu tiên sau tết thì không biết là à mọi người ăn đã ăn sáng hết chưa ta nếu mà chưa thì mình có thể tranh thủ một hai phút bây giờ có thể đi lấy miếng nước lấy miếng bánh để mình uh, vừa ăn vừa nghe cái buổi chia sẻ rất là à, uh, thú vị và bổ ích về chủ đề blockchain của ngày hôm nay nha à, dạ vâng xin tự giới thiệu với tất cả mọi người mình tên là trang à, uh, là host của buổi event ngày hôm nay à, uh, thì cùng với mình ngồi ở đây có anh quân it à, uh, thì anh quân thì nếu mà ở đây mà ai ai là fan của idol quân thì chắc là cũng không có xa lạ À, gì nữa à, thì anh Quân có một à, kênh à, channel YouTube riêng của mình à, cũng tên là Quân AT luôn thì ở trên đó thì anh Quân à, share khá là xuyên những chủ đề liên quan đến blockchain, crypto, ờ, cũng như đợt vừa rồi thì blockchain khá là bị đau sai đó thì uh, anh cũng có chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như là cảm nghĩ cũng như là định hướng làm sao để mọi người có thể phát triển thêm thì mọi người có thể uh, lên trên kênh YouTube của IT để vào cùng biết thêm nha. Uh, OK, thì hôm nay thì đây là một cái buổi chia sẻ uh, về chủ đề blockchain và làm thế nào để mà uh, chúng ta có thể kiếm được công việc blockchain như ý và làm thế nào có thể là, à, giữ được công việc này trong cái thời buổi cũng khá là gọi là à, hỗn ngầm tí xíu À, thì trước khi mà mình đến với chủ đề ngày hôm nay thì Trang xin được à, à, chia sẻ một tí xíu đối với những ai mà lần đầu tiên à, tham gia một buổi event của tham ba như thế này thì tụi mình à, là sự kết hợp giữa nền tảng tuyển dụng và phát triển nhân tài ngành công nghệ và tụi mình mong muốn đem đến tất cả mọi người phong cách làm việc mới và dịch vụ tuyển dụng hàng đầu à, với các giải pháp linh hoạt À, thì ở đây thì để đáp ứng nhu cầu này thì Gamba có cộng đồng ở trên Telegram và Facebook thì cái trên cái cộng trên khung chat hồi nãy trang cũng có để cái link để vào cộng đồng Telegram của Gamba thì mọi người nhớ cho nha thì ở trên đó thì à, chúng ta thường xuyên update à, những cái chủ đề những cái topic về công nghệ nè cũng như là nếu mà anh em có bất kỳ thắc mắc gì hay vướng mắc gì trong công việc thì mọi người đều có thể post lên đó để mà mình hỏi nha mình phòng hỏi lẫn nhau thế thì tụi mình cứ hai tuần một lần sẽ có một buổi event như thế này gọi là technical event à, đối với những cái technical event như thế này thì tụi mình đều kết hợp với những anh chị chuyên gia đồng ngành để mà tụi mình mời về và uh, cùng chia sẻ uh, những kinh nghiệm và kiến thức bổ ích cho các bạn tham dự để đây là thông tin chung cũng như cũng là những các anh chị speaker mà Gamba đã hợp tác trước đó à, để mà xem lại những cái buổi event này các bạn có thể vào kênh youtube của Gamba tên là gumbara.io hai à, ở đây là tất cả những cái buổi event tụi mình đều có record lại hết kể cả buổi ngày hôm nay à, sau buổi ngày hôm nay thì à, ban tổ chức sẽ cố gắng để mà uh, upload edit sau đó upload cái video record lên trên kênh youtube của Gamba sau đó là tụi mình sẽ thông báo trên cộng đồng cũng như là trang facebook của Gamba Vâng. Uh, và đây, đây là cái uh, qr code hoặc với lại là cái uh, đường link các bạn có thể tham gia vào cộng đồng này nhé ok uh, thì cũng không dám chiếm sóng lâu nữa uh, thì hồi dưới hồi nãy trang có giới thiệu đồng hành với trang hôm nay đó chính là anh quân it dạ dạ uh, thì chắc là trước hết là trang xin mời anh quân giới thiệu uh, đôi lời một chút về bản thân mình nha cũng như là uh, Chắc hẳn là Trang với lại ban tổ chức với lại các bạn cũng biết là không biết là mục đích à, Anh Quân muốn chia sẻ chủ đề blockchain này ngày hôm nay là gì ạ? Dạ, mời anh à, Ok, cảm ơn em Trời, Giới thiệu hoành tráng quá, làm anh cũng hơi căng thẳng tí Thật ra thì blockchain ở Việt Nam thì nhiều anh em giỏi lắm, còn nếu mà gọi là chuyên gia đầu ngành thì chắc chắc không dám nhận quá <laughs> Có nhiều anh em rất là giỏi trong nhóm blockchain Ok, để anh share cái màn hình cái nhà. À, share. Rồi, mấy mọi người thấy cái màn hình của anh chưa nha. Like. Dạ em thấy rồi anh ơi. Rồi, ok. Rồi cảm ơn em. Uh, để uh, hồi nãy em cũng giới thiệu anh rồi ha, thì bây giờ anh cũng uh, giới thiệu thêm tí để um, anh em hiểu được là những cái gì mà mình mình sắp chia sẻ nó tới từ những cái nền tảng nào, nó tới từ những cái trải nghiệm nào thực tế của bản thân mình mà mình chia sẻ những cái vấn đề đó. Thì um, cái kênh YouTube á thì mình có một cái kênh YouTube Uh, mình làm được khoảng được uh, 2 năm rồi. Thì cũng được hai ngàn mấy sub. Thì uh, em đã giới thiệu cái kênh Youtube rồi. Ngoài ra mình đang làm ở bên it The Blocks. Thì anh em có thể lên Youtube này Anh em search it The Blocks. Thì nó cũng là một cái kênh Youtube về Blockchain rất là lớn. Và nó có một cái academy chuyên dạy về Blockchain. Và trụ sở của nó là ở Singapore. Thì uh, mình là một trong những instructor ở bên đó. Mà ở bên này cái điểm đặc biệt của người ta là người ta không quan trọng về cái chuyện mà... Người ta không phải dạy cái kiểu mà theo cái kiểu mà giáo dục á, người ta những cái instructor là những người có kinh nghiệm và từng đi làm nhiều dự án và người ta sẽ hướng dẫn uh, với một cái tư cách cho đó người ta gọi là instructor chứ không phải gọi là mà là thầy hay là cái gì hết thì the blocks thì mình cũng đã làm ở bên đó được một năm và cái 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 vấn đề bên đó là người ta chuyên dạy theo cái cái cách là hướng dẫn cho mình build một cái dự án từ đầu tới cuối thì cái đó là bên từ blocks còn ngoài ra mình cũng có một cái khóa học nữa ở trên uh, Teachable á thì uh, cái khóa của mình là về game file. mình sẽ hướng dẫn cho anh em uh, build một cái uh, một cái game từ đầu tới cuối ha và có cả token có cả nạp rút và cái game mình build là là Flappy Bird thì cái khóa này ở trên Teachable cũng đã được khoảng năm ngàn lượt uh, enrollment rồi thì đó là những cái gì mà mình làm mình uh, mình uh, cái hobby của mình và cái sở thích của mình là mình thích làm còn uh, tất nhiên tại vì ở bên Tech á, để mà mình có thể mình uh, mình chia sẻ cái kiến thức cho anh em á, hoặc là chỉ là lên chém gió thôi thì mình phải đi làm tại vì nếu mà bên tắc mà không đi làm thì mình sẽ bị tụt hậu mình sẽ mình sẽ không có nắm bắt được những cái trend mới hoặc là mình không có thì mình sẽ mình sẽ bị giống như là lục nghề á. mình không có code được mình không có chia sẻ được và thậm chí anh em hỏi mình á, thì mình thì mình sẽ sẽ không có trả lời được do đó bà, cá nhân mình á, thì mình thích anh em biết tới mình như là một một cái người um, một cái người thích chia sẻ kiến thức một cái người mà anh em có thể lên anh em hỏi hoặc là có thể lên nghe chém gió tầm sàm ba chơi cho vui chứ mình cũng không thích là anh em biết tới mình là một cái ông mà đi làm blockchain engineer nhưng mà vì đã có được cái cái khả năng mà để chém được cho anh em nghe thì mình phải đi làm thì hiện tại mình đang làm cho một cái một cái công ty nó gọi là Bisonai thì nó viết tắt của Bison AI cái này là lúc trước là nó làm về AI nhưng mà sau đó thì nó đã quy động được vốn rất là một cái số vốn cũng cũng khá lớn sau đó là nó chuyển qua nó làm blockchain và cái dự án mình đang làm á nó gọi là oracle thì như anh em biết cái 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 vấn đề của blockchain á là nó không thể nào lấy được cái dữ liệu từ ở bên ngoài lấy vào do đó phải cần những cái những cái off chain component để nó nó report dữ liệu từ bên ngoài lên trên on chain thì cái đó là mình đang làm thì nếu mà anh em nào mà biết cái mảng này á thì có thể biết chainlink thì chainlink là cái công ty mà đầu ngành về cái mảng mà report dữ liệu uh, từ cái mà off chain lên on chain thì cái sản phẩm mình đang build á, nó nó cũng nó cũng tương tự như trên linh đó thì mình đang build cái sản phẩm đó và nó tất nhiên là nó nó sẽ fork từ trên link và nó sẽ nó sẽ cố gắng nó giải quyết những cái vấn đề mà trên linh đang gặp phải để nó nó sẽ tốt hơn trên linh nữa thì thường cái trên linh thì nó có cái đồng tóc riêng của nó đó. còn cái sản phẩm của mình làm thì nó sẽ sử dụng cái native token của từng chain và nó sẽ có cái cơ chế bên để cho À, giống như anh em nào mà muốn mà phát triển một cái chain mới mà chưa có cái dịch vụ Oracle đó, thì có thể có thể sử dụng cái dịch vụ của Bisona này, này thì nó sẽ tốt hơn cho cái ecosystem của cái chain đó tại vì nó sử dụng cái native token á thì cái token của 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 cái chain nó sẽ nó sẽ có cái um, cái giá trị và có cái tiềm năng hơn thay vì là sử dụng cái một cái um, một cái token riêng đấy thì đó là cái nền tảng về chia sẻ kiến thức nè rồi về đi làm thật ra là về dự án blockchain thì mình đi làm nhiều lắm để mà để mà làm được một cái khóa học game file này là cái thời mà đỉnh điểm của game file thì team mình làm team mình làm rất là nhiều cái dự án game thậm chí mà mấy cái các cái nhà đầu tư mà người ta đi đầu tư game và người ta muốn nói chuyện với team dev thì người ta sẽ nói chuyện với mình mà thời đó thì thì lại có một số nhà đầu tư người ta lại hay nói đùa là sao tao đi dự án nào tôi cũng gặp mày có nghĩa là xưa mình làm rất là nhiều dự án về về game file nhưng mà sau khi cái trend đó trend đó nó bắt đầu nó nó hết thì bây giờ dự án nó cũng dần nó hết ấy thì cái đó là một cái cái nền tảng về mình thì qua cái qua cái chuyện mà mình đi làm như vậy á, thì mình từng làm qua cái lúc mà uptrend nghĩa là cái bull market á, là, là rất là nhiều dự án rất là nhiều công việc và hầu như ngày nào mình cũng phải mình cũng phải từ chối dự án á. hầu như ngày nào cũng có email để 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 kêu mình làm dự án sau đó thì tới cái lúc mà downtrend thì đảo trend thì bắt đầu những cái dự án nó nó không còn tiền nữa thì bắt đầu nó nó có thể là nó pending hoặc là nó chỉ vận hành ở cái mức độ là những cái gì mà tao build rồi thì tao tao tiếp tục tao vận hành còn những cái gì chưa có thì tao sẽ ngừng không không có build mới nữa thì nó làm cái thứ vận hành Đó. thì khi mà cái cái dự án nó xuống như vậy á, thì thật ra cái cái công việc thì nó không bao giờ nó hết công việc thì tuyển thì lúc nào cũng có lúc à, lúc uptrend thì người ta tuyển nhiều còn lúc downtrend thì người ta tuyển ít nhưng mà mình có thấy một cái đặc điểm về cái khi mà uptrend với downtrend á là khi mà downtrend á thì những cái công ty lớn này những cái công ty mà dạng như là big tech á nó sẽ nó sẽ tuyển nó sẽ nó sẽ đẩy mạnh phát triển ở cái những cái thời điểm trend để nó đón đầu cái cái trend tiếp theo để khi mà uptrend trở lại thì nó đã nó đã build xong xuôi hết rồi nó đã uh, nó đã build xong nó đã có sản phẩm và nó đã có đầy đủ chạy functional hết rồi thì lúc đó là nó sẽ nó sẽ thu hút được cái 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 tiền khi mà nó nó up do đó cái đặc điểm của công việc cái thời điểm này á là những cái công ty lớn này, những cái công ty có có tiềm năng tài chính và cái đặc điểm sản phẩm của nó là sẽ không có build theo trend nữa mà nó sẽ build những cái cái sản phẩm nền tảng đó, ví dụ như mình nói hồi nãy ấy, uh, uh, game file cái trend mà game file thì ai cũng ai cũng làm game hết gặp đâu đi đâu cũng gặp game file người người làm game nhà nhà làm game và cứ cứ có cái mát game file là anh em có thể huy động được 500 hay là một triệu đô rất là dễ dàng luôn thậm chí là chỉ cần một cái pitch deck thôi chưa cần sản phẩm gì cả cần một cái pitch deck này, cần một cái team có tên tuổi một tí rồi bắt đầu cầm cái pitch deck đó đi gọi vốn thì anh em có thể gọi vốn được rồi nhưng mà cái thời buổi hiện tại là nó có thể là nó đã nó đã nó đã, nó đã tạm tạm thời đi qua cái cái cái, 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 cái cái đau rồi thì mình thấy cũng bắt đầu một số công ty nó cũng bắt đầu nó tuyển lại rồi thì thì cái sản phẩm của nó sẽ là những cái sản phẩm nền tảng như là cái sản phẩm mà Oracle mình build cho, mình đang build cho bên bên Visunai và ngoài cái ngoài Bizunai thì nó cũng sẽ có những cái công ty lớn khác nó tuyển như là bên Nhật đi hoặc là bên bên Hàn này hoặc là bên Châu Âu thì nó sẽ nó sẽ có những cái chain riêng được đầu tư bởi những cái công ty lớn và nó sẽ build nền tảng cho những cái chain đó thì cái đó là đặc điểm của của cái của cái công việc trong cái từng thời kỳ thì mình thấy cho dù up trend hay là down trend gì thì nó cũng là nó cũng nó cũng có việc thôi chứ không không thể nào mà, giống như là không không có việc cả quan trọng là mình có có nắm bắt được cái cơ hội để mình và mình khi mà mình nập đơn hay là mình đi phỏng vấn hay là mình có thể hiện tốt để mình có mình có được cái công việc hay không Đấy. thì cái nội dung hôm nay thì mình soạn thì hơi tham một tí thì vừa nói về kiếm việc mà lại vừa nói về chuyên môn nữa do đó hy vọng là là mình có thể cover được hết trong một cái trong một cái buổi hôm nay đấy thì uh, ok là mình sẽ nói về cái cái hành trình mà đi kiếm việc blockchain thật ra cái việc blockchain là cái job blockchain là một cái job mà mà khá là nhiều anh em đẹp mà thích hoặc là hoặc là mơ ước có được tại vì thứ nhất là mình được làm remote làm remote thì sướng rồi thích làm như nào làm thích uh, nghĩ giờ nào nghỉ nhưng mà chủ yếu là phải xong việc thôi thì được làm remote rồi được ở nhà là có thể vừa đi chơi uh, hưởng thụ với gia đình xong rồi lại quay lại làm việc các thứ thì uh, qua cái uh, qua những cái trải nghiệm của mình đó thì mình mình cũng từng phỏng vấn rất là nhiều người và mình cũng từng tuyển rất là nhiều anh em đã blockchain và mình cũng từng đi phỏng vấn mình cũng từng tách tập rất là nhiều lần và mình cũng từng được đậu phỏng vấn rất là nhiều lần Do đó hôm nay mình sẽ mình sẽ chia sẻ một số cái uh, cái kinh nghiệm về về tìm việc cho anh em. Rồi thì mà để mà phỏng vấn á thì nó sẽ có một số các cái kiểu để người ta test cái cái khả năng của mình. Thì một số kiểu để người ta người ta test mình thì nó có thể mình mình chia la ra là một số các cái có cái, cái dạng chính. Thì cái thứ nhất á là sẽ là cái dòng mà nộp CV là người ta sẽ sẽ xem cái cái cv của mình coi coi là mày uh, kinh nghiệm như thế nào rồi những cái sản phẩm mình làm như thế nào bla bla cái kiểu thứ hai sẽ là interview interview thì mình sẽ ngồi mình nói chuyện với ta có thể nói chuyện về chuyên môn hoặc là không nói chuyện về chuyên môn mà nói chuyện về đời sống hay là nói chuyện gì đó để xem là mình có có giao tiếp được không có nói chuyện có hợp với lại cái cái văn hóa của công ty không cái kiểu thứ ba là mình sẽ demo product thì cái kiểu này thì cũng là một cái kiểu cũng là cái kiểu khá là hay à, là người ta sẽ không có phỏng vấn về chuyên môn mình người ta sẽ đưa cho mình một cái sản phẩm kêu à, mình kêu mình làm đi thì mình thấy là anh em đẹp thì lại thích cái kiểu này hơn tại mình thấy hay là một số anh em mà đẹp giỏi ấy, thì có thể là cái cái tiếng anh nè hoặc là cái giao tiếp nó nó hơi kém do đó mà đưa sản phẩm thì anh em làm được nhưng mà nói thì không nói được do đó người ta sẽ thích người ta sẽ thích cái kiểu là demo product có nghĩa là đừng có đừng có phỏng vấn tao nhưng mà cứ cứ giao task hoặc là đưa một cái sản phẩm gì đó thì người ta sẽ sẽ build được Đấy. nhưng mà cái kiểu này á nó về cái phía mà nhà về cái phía mà đứng về cái góc nhìn của một cái nhà tuyển dụng á, thì nó cũng hay nhưng mà nó cũng có một số cái nhược điểm của nó đó là khi mà làm demo product á, và cho một tuần á, thì có thể là cái ông đó ổng ông, ông nói được nhưng mà ổng không làm được thì lại nhờ người khác làm À, thì nhà người khác làm xong rồi bắt đầu lấy code nó up lên thì tới cái lúc mà vô mà làm thực tế á, thì, thì lại không làm được cái thứ hai nữa khi mà demo product như vậy á thì cái product này á, nó chỉ là một cái một cái sản phẩm dummy nghĩa là nó nó không phải là một cái production level nữa và mất 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 thời gian của cả hai bên nghĩa là cái bên tuyển dụng thì phải ngồi chờ còn cái cái ông mà đẹp thì lại phải mất thời gian để code một cái sản phẩm mà rút cuộc thì không xài cái sản phẩm đó thì nó nó mất thời gian đó rồi, rồi cũng có thể là trong cái quá trình mà demo cái mình làm cái product lại không đúng ý của cái cái nhà tuyển dụng mình biết người ta muốn mình làm một cái product như thế này nhưng mà mình lại hiểu sai mình lại biết một cái đó khác đó là cái kiểu mà, mà là demo product cái kiểu thứ cuối cùng là pair coding thì đây là cái dòng mà cái dòng mà chắc là anh em anh em sợ nhất và cũng là anh em ngại nhất để làm cái này tại vì tại vì trong cái mảng mà trong cái mảng tắt thì thì không ai dám nói là mình biết hết á mà khi mà anh em mà ngồi code á, mà có một cái người mà đứng sau lưng mà nhìn xem cơ mình đang gõ cái gì xong rồi cứ chọc chọt chọt vô thì rất là khó chịu đó là pe coding nhưng mà về cái góc nhìn của nhà tuyển dụng á, người ta lại thích cái kiểu là pe coding hơn là cái kiểu demo demo product tất nhiên đây là những cái mình mình thống kê lại thôi chứ có thể đối với một số cái vị trí á, người ta chỉ người ta chỉ yêu cầu một hoặc hai hoặc là một vài cái cái kiểu thôi chứ không 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 bắt không bắt mình là phải đi qua hết tất cả các cái vòng như thế này thì coding đó là là để người ta test xem là cái ông này cái thực tế là có làm được hay không hay là chỉ biết nói hoặc là nếu mà làm demo product đất hay có nhà ai đó làm giùm hay không thì hai người sẽ sẽ cùng code một cái cái sản phẩm nào đó để 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 mình thứ nhất là người ta test xem là à, giao tiếp có được hay không và có hiểu hay không và có làm việc ăn ý với lại tim hay không đó, thì đó là một số cái mà về, về về về, các cái các cái cách mà người ta sẽ sẽ test mình thì mình nói hơi lung tung bây giờ bây giờ cái interview đi thì thường nha nếu mà mình đi phỏng vấn á, mà anh em đi phỏng vấn á, cái câu đầu tiên lúc nào mà người ta cũng hỏi á, là hãy nói về bản thân mình thì khi mà mình khi mà mình hoặc là một cái nhà tuyển dụng người ta người ta hỏi cái câu là hãy nói về bản thân mình đó, thì người ta expect cái gì thứ nhất đó, là mình đừng có nói lan man mình nói lan man những cái ở trong cv hoặc là mình nói những cái không liên quan tới cái vị trí tuyển dụng của mình đó là thì là không nên à, như mình đi mình chỉ nói ví dụ như là ai đó không dẫn mình mà hỏi theo me about yourself thì mình chỉ nói là tao làm dev từ năm 2009 để người ta biết là tao đã có do đó kinh nghiệm rồi và mình sẽ nói là trong vòng bao nhiêu năm trở lại đây tao tập trung tao làm về blockchain và sau đây là những cái dự án của tao làm này này này. và đặc biệt á, nếu mà anh em có thể có một cái điểm nào đó mà khiến cho cái người cái người phỏng vấn mình á, người ta nó gọi là một cái một cái wow factor có nghĩa là có nghĩa là người ta nghe một cái, mình giới thiệu mình như vậy người ta wow thằng này nó, nó nó tuyệt vời thì như mình á như như bản thân mình đi thì mình hay nói cái câu là à, đối với tao thì sau sau mười năm làm dép thì đối với tao thì không có khơi, nó không quan trọng là ngôn ngữ gì hay là nền tảng nào hay là blockchain hay là AI hay là gì đó mà ở một cái level senior nhờ thì mình chỉ cần khoảng một tuần tới hai tuần để tìm hiểu nè, để research nè, để uh, đọc tài liệu nè và để vọc 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 cái công nghệ đó thì chắc chắn là tao sẽ làm được thôi, chứ không quan trọng là ngôn ngữ nào. Ví dụ ở trong cái CV của mình 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 ghi là, là C++ -Sharp đi nhưng mà giờ quăng cho một cái dự án là Cô lan thì uh, có làm được không? Thì nó ok mình vẫn có thể làm được nếu mà mình có mình mình bỏ thời gian ra để mình nghiên cứu và mình tự học thì đứng về cái góc nhìn mà của một cái nhà tuyển dụng mà người ta rất là thích những cái những cái người mà có có thể là uh, ta gọi là step out comfort zone tại vì trong cái nhất là những cái công ty startup nó nó sẽ đòi hỏi mình làm nhiều thứ chứ không phải là chứ không phải là blockchain là blockchain không có thể mình build API mình build database rồi mình viết bot rồi mình viết script mình viết tùm lum tà la hết đó thì thì khi mà người ta nghe cái câu mà mình có thể adapt được, mình có thể học hỏi nhanh, mình có thể tiếp thu được những cái mới thì người ta sẽ rất là thích. Và một cái nữa là anh em hay mắc phải đó là hay trả lời máy móc quá, tại vì mình mình đi phỏng vấn đó, mà có một số các cái câu hỏi mà ở trên Google nó hoặc là mấy cái trang mà tuyển dụng đó, nó sẽ chỉ mình à, nếu mà nếu mà người ta hỏi mày như vậy thì mày phải trả lời thế này, nếu mà người ta hỏi mày thế kia thì phải trả lời thế đó thì thì cũng được thôi mình cũng mình cũng không hiểu là những cái nhà tuyển dụng khác người ta như thế nào nhưng mà cá nhân mình á một cái điều mà mình đánh giá cao nhất từ một cái ứng viên khi mà ngồi phỏng vấn á đó, đó là cái chuyện mà có thật thà hay không à tại vì anh em sạch đúng không, ví dụ mình sệt trên mạng câu đó thì phải trả lời như vậy thì cái nhà tuyển dụng người ta cũng sệt người ta cũng biết mà khi mình mở miệng ra mình nói là người ta biết à này trả lời mé móc rồi trả lời ở trên mạng rồi thì cá nhân mình là mình không thích cái chuyện đó thì anh em cứ có sao nói vậy là phải thật thà với nhau tại vì nói phỏng vấn sinh việc thì nó cũng là một cái một cái cuộc nói chuyện giữa giữa hai người với nhau thôi và cái chuyện mà thật thà thẳng thắn với nhau thì nó là vẫn là cái chuyện mà mà quan trọng nhất chứ không phải là cái chuyện mà mình nói để cho đúng cái cái yêu cầu của của cái nhà tuyển dụng thì mình cũng có một số kinh nghiệm mình mình làm theo cái kiểu của mình ví dụ như là có một lần là mình hỏi mình đi phỏng vấn thì uh, thì cái người đó phỏng vấn hỏi mình là uh, uh, what 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 do you see yourself in five years? Nghĩa là trong không biết dịch tiếng việt sao nhưng mà trong năm năm tới thì thì mày thấy là mày như thế nào thì mình cũng cười cười mình nói là tao không biết tại vì thực tế là mình không biết thiệt bây giờ 5 năm, năm tới thì nó có quá nhiều thay đổi đi <laughs> làm sao mà mình làm sao mà hỏi mình một cái câu năm năm tới về mình tụi bay như thế nào thậm chí mình còn nói đùa là buổi sáng ăn bánh mì buổi trưa ăn gì mình còn chưa biết được đây mà hỏi tao năm năm tới thì người ta cũng chỉ cười cười thôi tại vì mình biết là đó là một cái câu một cái câu trả lời là thật lòng mình mình nghĩ sao mình trả lời vậy hoặc là nó hỏi mình là what is your career goal Nên là cái mục tiêu mục tiêu nghề nghiệp của gì đó thì những cái câu hỏi vậy thì anh em anh em có thể search ở trên google thì người ta chỉ mình trả lời rất là nhiều à, nếu mà hỏi câu đó thì mình phải trả lời thế này nhưng mà đó, đối với bản thân mình hoặc là mình nghĩ một số cái, một cái nhà tuyển dụng người ta cũng thích là một cái người thật thà thì, à, thì khi mà người ta hỏi career goal thì đối với cái việc mà mình mới vừa có Vision thì mình mình nói thẳng luôn, tao không có theo đuổi một cái career nữa, tại vì cái hobby cái hobby của tao là thích uh, chia sẻ nội dung, uh, thích làm youtube và thích ngồi nói chuyện, chém gió chơi chứ không phải là chứ phải là theo đuổi một career mà mình theo đuổi một cái lifestyle thì thì cũng không hiểu sao mà rất là hay là người ta vẫn vẫn nhận mình và những cái công ty một số công ty khác mình cũng trả lời y như vậy người ta vẫn ok với mình và vẫn process tiếp với mình nhưng mà tại vì cuối cùng thì mình lại lại chọn cái 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 chỗ Bizona do đó mình nghĩ là ở cái phần mà interview á cái chuyện mà anh em research anh em tìm hiểu trước để có thể một có một cái buổi interview tốt thì cái chuyện đó nó cũng ok thôi nhưng mà quan trọng là mình phải mình phải thể hiện rõ cái bản thân của mình tại vì nếu mà mình nói máy móc quá mình thể hiện mà một cái con người của mình là cái cá tính của mình không phải như vậy nhưng mà do research do là máy móc quá mình lại mình lại trả lời thì người ta lại nghĩ mình là con người như vậy thì tới cái lúc mà thậm chí anh em có được cái việc đó đi mình vô mình làm thì nó cũng sẽ nó sẽ không có không có phù hợp đó do đó thì cái cái đó là cái cái điểm quan trọng đối với mình rồi, à, đó là một số cái về interview rồi còn cái phần mà demo product á, demo product thì như nãy mình nói á, thì thì những cái product đó nó gọi là cái dummy, dummy product có nghĩa là không mình không có xài do đó do đó anh em đừng có bỏ nhiều thời gian ra quá để mà chăm chút nó quá nhưng mà vẫn phải là cái nguyên tắc là uh, làm sao để mà cái cái product của mình nó stand out ra khỏi những cái product khác đó. Tại vì nếu mà build một cái product đất thì có có nhiều cách để build nhưng mà sẽ có một số ông làm tốt hơn những cái ông khác mình lấy ví dụ đi. Ví dụ thường một cái product mà người ta rất là hay hay kêu anh em build đó là một cái một cái note taking app. Nghĩa là cái cái app để để tech note ở trên ở trên cái Apple á à. thì anh em thấy mình mình tech note thì có cái title xong rồi có cái nội dung đó Xong rồi mình có thể mình gọi ở đó mình tách note. xong rồi mình chỉ cần đi chỗ khác mình đăng nhập vô thì mình lại thấy những cái nốt đó của mình đó thì cái nốt checking app là một cái một cái app rất là đơn giản nhưng mà để build nó theo một cách hoàn thiện thì nó sẽ không đơn giản thế nào à, ví dụ như mình có thể build là ở khi mà làm một cái database đúng không anh em ghi vào ghi vào xong rồi lưu lại thì khi nào mà muốn edit thì đăng nhập vào đăng nhập vào thì sẽ lấy cái đó thì sẽ bắt đầu là edit ra xong rồi lại lưu lại nhưng mà nếu mà đưa nếu mà những ứng viên khác người ta có thể làm được real time giống như là Apple á, cái là mình không cần lưu luôn, mình chỉ cần xóa, mình sửa, mình bỏ, xem không mình vô tình mình đóng cái app lại, mình đi chỗ khác mình mở lên thì cái app đó nó nó vẫn có uh, những cái nội dung mà mình đã mình đã làm, mình đã sửa hoặc là nó có thêm những cái chức năng sạch chuyên sâu sạch vô trong các cái từ khóa ở trong cái cái app sạch trong tay to gì đó. đó. thì thì uh, build một cái app như vậy ấy, thì người ta sẽ người ta sẽ đánh giá được là cái mà quan trọng á, là người ta đánh giá những cái chức năng mà nó nó đặc biệt hơn nó stand out như vậy hoặc là một cái ứng viên đi uh, build cái app mà chỉ có chạy được trên local thôi không có chạy được ở ở trên một cái production còn nếu mà thường á mà mình thực sự mình quan tâm mình làm là một cái product như vậy á, thì khi mà demo product á, mình sẽ nếu mà về nếu mà về app thì mình sẽ up lên app store luôn cho android hoặc là ios thì mình sẽ up lên testfly hoặc nếu là một trang web thì mình sẽ mua một cái tên miền mình sẽ có server mình up lên để cho người ta thực sự người ta truy cập vào được và người ta người ta sử dụng được ở trên ở trên cái môi trường production luôn thì cái đó là mình sẽ mình sẽ đánh giá cao những cái điểm đó chứ còn cái app mà anh em build xong build xong rồi up lên git up lên git xong rồi cái người mà đánh giá app người ta phải tải về người ta phải bull code về xong rồi người ta phải chạy người ta phải build thư viện rồi người ta sẽ thiếu môi trường rồi tùm lum tà la hết thì nó mới chạy được thì cái đó là là người ta sẽ không đánh giá cao mà mình build mà nếu mà đã demo product thì mình phải xem nó như là một cái một cái product hoàn chỉnh thậm chí cả ví dụ như là một cái trang web đi thì những cái đường link đó là phải 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 có đường link đầy đủ nè hoặc là đừng có nó gọi là dead component đó có khi những cái nút mà bấm 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 vô nó không được hoặc là bấm 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 vô bị dính két hay là một cái trang web mà nó nó không có responsive được ở trên mobile đó thì tất cả những cái những cái điểm nhỏ 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 đó <laughs> sẽ là những cái điểm mà mà mình stand out ra so với những cái người khác tại vì mình thấy mình thấy đa phần cái kinh nghiệm cá nhân của mình nó khi mà anh em làm demo product thì cũng làm rất là sơ sài có những cái link nó bị dead hoặc là có những cái lỗi chính tả hoặc là cái trong cái khi mà anh em làm up link git đó, thì mình có mình có mình có fork những cái project khác và những cái comment là không có sửa rồi những cái tên tác giả cũng không có sửa nè, cái bản quyền cũng không có sửa rồi cái cách đặt tên biến rồi cái cách uh, code này kia nói mình nhìn vô là mình biết là lại đang làm sơ sài và không có không có đi tới cái mức chi tiết đó thì cái đó là là cái phần mà về về product thì đó là một cái số cái mà anh em nên quan tâm thì cái cái um, cái product mà mà note taker app chỉ là cũng chỉ là một cái một cái product mình mình ví dụ thôi chứ còn trên blockchain thì thì có thể là anh em sẽ được yêu cầu làm rất là nhiều product ví dụ như là người ta sẽ kêu anh em làm một cái một cái một cái ứng dụng về về nạp rút tiền hoặc là có thể yêu cầu là làm một cái NFT marketplace đó hoặc là yêu cầu làm về một cái NFT collectible mà có IPFS và có cả các cái app mà để để gen ra gen uh, gen random ra các cái hình ảnh để làm đại diện cho NFT đó rất là nhiều thứ nào, thì đó là cái 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 phần mà demo product rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tới cái phần là pe coding thì pe coding ở đây là cái phần là chua nhất này. đây là cái phần mà rất là nhiều anh em sợ tại vì tại vì pe coding đó đứng ở cái góc nhìn của cái nhà mà tuyển dụng đó, thì người ta đã biết là người ta hỏi cái gì người ta biết đáp án rồi do đó người ta thoải mái lắm còn mình á nếu mà mình ngồi vô để code mà mà mình chưa biết câu hỏi mình không biết đáp án á, thì mình sẽ rất là căng thẳng, tại vì không biết là mình có, có 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 làm được hay không hay là mình có mình có làm cho người ta thất vọng hay không thì cái đó khi mà mình phỏng vấn vậy mình phỏng vấn thì mình phải nhiều khi mình phải mình phải động viên ứng viên xíu, mình phải nói với người ta là nếu mà một cái câu hỏi nào đó mà fail á thì thì là cả tao và mày cùng fail chứ không phải là một mình mày fail đâu, tại vì cái mục đích của cái pe coding này á không phải là không phải là để xác nhận là mày có biết code hay không thì nếu mà đi tới cái vòng mà pe coding mà code với lại một cái một cái xếp cái người xếp trực tiếp mà sẽ làm việc với mình về chuyên môn á thì thì đã có thể là đã gọi là cái vòng cuối cùng rồi, nghĩa là cái cái cách này là cái nếu mà qua được pe coding thì chắc chắn là anh em sẽ được nhận rồi. Đó. Thì thì pe coding á là nó nó sẽ trong cái vòng này nha, mình sẽ cố gắng mình đưa những cái vấn đề khó rất khó để anh em không biết thì không biết thì như thế nào không biết thì mình sẽ mình mình thì mình biết đáp án rồi và mình sẽ cố gắng mình giúp cho cái người ứng viên người ta hoàn thành được cái 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 sản phẩm đó hay là một cái một cái gì đó mà mà mình cái vấn đề nào đó mà mình đưa ra để mình đánh giá về cái mặt là người ta có tiếp thu được hay không à, khi mà mình nói nè khi mà mình hướng dẫn thì người ta có hiểu mình nói cái gì hay không và người ta có làm được theo những cái gì mà mình hướng dẫn hay không đó thì cái đó mới là cái cái mình nghĩ cái trong cái pe coding cái đó là quan trọng nhất chứ không phải là anh em anh em hay nghĩ là pe coding hay phải đưa ra một vấn đề là tao phải giải quyết được không phải có thể là có thể là không giải quyết được nhưng mà cả hai người sẽ sẽ cùng nhau giải quyết hoặc là có thể nói thẳng là cái này tao không biết mà có thể cho tao một cái hint có thể gợi ý cho tao nên làm thế nào hay không hoặc là có thể lên stack overflow để search hay lên google để search hay là gì đó thì thì nó sẽ dùng pe coding và tất nhiên là pe coding này thì người ta cũng sẽ cũng sẽ tận dụng nó để người ta để người ta um, đánh giá về cái 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 chuyên môn của mình đó. để coi coi demo product có thể demo product chạy rất tốt nhưng mà pe coding làm được là cái này chắc là nhà ai làm rồi đó, kiểu vậy rồi thì cái cái phần mà riêng mà về cái cái mảng mà blockchain đó, tuyển dụng tuyển dụng blockchain đó, thì nó có nhiều mảng lắm nó có front end front end thì frontend thì dễ rồi anh em biết uh, html css javascript rồi xài thư viện này nọ thì cũng có thể tích hợp front rồi rồi cái mảng mà blockchain core blockchain core thì thì đây là một cái mảng cũng khá là khá là khó và cũng khá là khó để tuyển người và cũng khá là kén đẹp tại vì nó sẽ nó sẽ làm việc với lại các cái ngôn ngữ cấp thấp này, như là GoLang như là Rust như là C để mà mình mình giao tiếp ở cái tầng mà protocol của blockchain á thì đó là blockchain core mà mình thấy cái cái tuyển dụng mà blockchain core thì nó cũng cũng khá là ít nó cũng không có nhiều mà cái tuyển dụng nhiều nhất á cái tuyển dụng, cái tuyển dụng nhiều nhất của cái mảng blockchain mà mình thấy á, đó là uh, smart contract và cái cái solidity thì uh, thì đối với cái um, cái smart contract và solidity á, thì nó có cái hay á, là là người ta vừa có thể test được cái khả năng lập trình mà người ta vừa có thể test được cái kiến thức blockchain luôn tại vì cái ngôn ngữ solidity là một cái ngôn ngữ rất là đặc biệt nó chỉ nó chỉ có một cái chức năng là nó nó dùng để nó viết smart contract và để nó chạy ở trên blockchain thôi chứ nó không phải là cái dạng mà uh, viết được nhiều thứ đa đa tính năng như là những cái những cái ngôn ngữ khác thì thì bây giờ là coi như cái phần mình sẽ đi sâu một tí về cái phần chuyên môn nghĩa là khi mà phỏng vấn chuyên môn là khi mà đưa ra các cái vấn đề hay là đưa ra những cái câu hỏi thì mình mình expect là anh em sẽ 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 trả lời như thế nào và sẽ làm như thế nào rồi thì thường á cái cấu trúc của một cái buổi pe coding đó, nó sẽ chia ra là các cái vấn đề dễ à Cái vấn đề bình thường rồi các cái vấn đề khó khó một tí và một cái thường là nó sẽ có một cái câu hỏi siêu cấp vũ trụ như là khi mà người ta hỏi câu đó thì người ta expect là ứng viên không biết để người ta đánh giá cái khả năng mà khi mà gặp một cái vấn đề không biết thì mình sẽ mình sẽ giải quyết như thế nào và mình sẽ phối hợp với lại cái cái người làm việc uh, uh, lãnh đạo trực tiếp của mình đó uh, cái người sếp trực tiếp của mình như thế nào để cả hai cùng giải quyết một cái một cái vấn đề đó thì mình sẽ cái này là mình chỉ đi sơ qua thôi ha có thể mình đi sơ qua mình cho một vài ví dụ thôi chứ còn vấn đề ở trên trên solidity trên blockchain thì thì, thì nhiều lắm trong một buổi thì không thể nào mình chia sẻ hết được rồi thì bình thường á nếu mà khi mà bắt đầu á khi mà bắt đầu vào phỏng vấn á, thì thì mình 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 thích là anh em anh em sẽ xài remix hơn tại vì remix thì nó sẽ có nó có cái chỗ để để mình vô cho anh em xem ha remix thì nó sẽ có cái chỗ để mình mình tương tác với lại cái smart contract mà mình vừa viết luôn chứ không phải mấy cái đối với hạt thép hay là truffle hay là gì đó thì thì nó sẽ nó sẽ bắt mình phải viết test case đồ này nọ thì mình tương tác với lại cái blockchain nó hơi nó hơi căng một tí thì remix là cái này là anh em là phải biết là nếu mà anh em mà mà muốn phỏng vấn thì phải dọc cái 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 platform remix này một tí tại vì th mình thấy là có một số anh em đi học các cái khóa học hay là đi học uh, những cái khóa ngắn ngày ấy, cái cái lớp ấy, thì người ta có thể người ta dạy trực tiếp người ta nhảy vô người ta dạy ở trên Truffle luôn hoặc là ta nhảy vô người ta dạy ở trên cái hạt framework luôn đây thì remix thì anh em phải có thể là vào đây ha thì anh em phải biết là à, đây là các cái folder nè đây là các cái smart contract nè và anh em phải biết được là ở đây là nó là cái compiler nè và mình sẽ mình sẽ lựa chọn các cái option để mình compile một cái smart contract ở đây và mình phải biết là chọn compiler version như thế nào mình phải biết tất cả những cái configuration này như enable optimization và cái gì đó Còn ở đây là deploy thì deploy mình phải hiểu được những cái môi trường khác nhau để mà deploy từ remix ví dụ như đây Uh, VM Remix là sẽ deploy lên một cái blockchain nội bộ của thằng Remix, này, Injective Provider MetaMask thì mình sẽ dùng MetaMask để mình deploy lên một cái mạng test nè và khi mà mình deploy xong thì ở cái phần dưới này ấy, nó sẽ có cái chỗ mà để tương tác đó kiểu vậy thì mình phải mình phải thao tác cách tự tin ha. tại vì ở trên Remix này nếu mà mình gửi cho cái đường link này ấy, thì mình gõ cái gì thì cái người bên kia người ta cũng sẽ thấy y vậy thì mình muốn là mình yêu cầu là anh em phải mình mình expect anh em là cái đầu tiên là phải thao tác tự tin ở trên remix hiểu được các cái component ở trên này hiểu được cái cái môi trường deploy gõ được một cái smart contract deploy lên được giao tiếp được với lại cái smart contract đó thì đó là một số cái yêu cầu cơ bản rồi thì với cái câu hỏi đầu tiên á thì mình sẽ làm cho ứng viên vô cùng thoải mái bằng một cái câu hỏi nó siêu dễ ví dụ như là cái câu này à, ví dụ như là mình yêu cầu anh em là hãy tạo một cái contract gọi là basic math nghĩa là toán này và ở cái cái con này ví dụ mình nói là nó đã có một cái hàm add đưa vào hai số a và b sau đó nó sẽ trả về là a cộng b nó ví dụ vậy rồi bây giờ mình hãy thử mình implement cái hàm trừ đi ta đưa vào hai số a và b xong rồi nó sẽ trả về a và b thì ứng viên người ta sẽ làm cái function này cái function minus này và mình sẽ thay, mình sẽ xem xem người ta làm như thế nào người ta có làm được cái function minus hay không người ta có deploy được hay không deploy lên xong rồi người ta có chạy thử hay không nhập vô hai một rồi bấm bấm nút cái hàm gọi cái hàm minus xem nó có trả về đúng cái giá trị không đó thì thì cái câu này là một cái câu rất là đơn giản rất là thoải mái thôi mình mình expect là nếu mà đã vô tới dòng pair coding thì 100% ứng viên là phải phải làm được cái câu này rồi sau đó thì mình sẽ mình sẽ chuyển qua một số các cái câu hỏi mà nó nó khó hơn một tí đây thì À, ví dụ như là cái câu này à, và cái câu này mình thấy giống như là cái câu tủ để phỏng vấn solidity ấy, tại vì tại vì ở mình thấy là rất là nhiều người người ta hỏi câu này rất nhiều người, người ta hỏi là về cái cái vụ mà tạo một cái smart contract để có thể nạp rút được token có thể là custom token hoặc là cái token uh, native của cái chain do đó anh em cũng nên lưu ý ha anh em nào mà mà hiểu về cái vấn đề mà nạp rút được tiền này là có thể là mình thấy hầu như tới tám chín mươi phần là các người những cái người người ta phỏng vấn người ta lại hỏi câu này không hiểu tại sao, thì chắc là người ta uh, tại vì cái solidity với lại blockchain là nó cái ứng dụng mạnh nhất của nó là về cái chuyện mà mà nạp rút tiền hoặc là nạp rút uh, token. Do đó là người ta muốn là là người ta phải 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 hỏi cái câu này. Thì uh, mình sẽ yêu cầu là uh, bây giờ anh có thể viết một cái smart contract à uh, vote cho phép nạp tiền vào à và cho phép rút tiền ra. Rồi, đơn giản vậy thôi thì uh, ứng viên nó sẽ viết. Thì trong cái câu này mình mình expect cái gì? Mình expect á là những cái require này những cái câu mà require là anh em phải tự biết chứ không phải là à tao kêu mày uh, nạp tiền, rút tiền thì viết hàm deposit nạp vô, xong rồi viết cái hàm rút ra. Rút ra thì ai ai cũng cho rút hết nhưng mà mặc dù cái ông này không có nạp, cái ông này không có số dư ở trong cái vô mà lại cho rút thì cái đó là không được. Mặc dù á thì khi mà mình hỏi mình chỉ nói rất là chung chung thôi, nhưng mà mình mình sẽ expect là anh em phải hỏi lại những cái cái câu clarification có nghĩa là mình cái vấn đề đó mình phải tìm hiểu cho nó rõ trước khi mà mình bắt đầu mình code đó thì thì mình sẽ expect là anh em sẽ hỏi lại là mình phải có mình cần có phải track cái số dư của um, cái số dư của cái một cái tài khoản nào khi mà người ta gửi vô hay không đó khi mà rút ra thì cái số mình phải chắc là cái có đủ số dư để rút hay không hoặc là khi là khi mà rút ra thì mình có muốn emit một cái event ra hay không khi mà nạp vào thì mình có muốn emit một cái event hay không? Mình có muốn là check check is contract có nghĩa là nếu mà một cái smart contract khác thì không cho nạp, mình chỉ cho những cái ví của người dùng nạp hay không? Đó, những cái dạng câu hỏi như vậy là cái sẽ là nếu mà tại vì trong cái vòng này á cái người phỏng vấn sẽ là cái người làm việc trực tiếp với mình và có thể là sếp trực tiếp của mình. Do đó người ta rất là thích những cái câu hỏi clarification như vậy. Để mà giống như mà có đi làm á, có đi làm thì khi mà nhận được một cái task hay là một cái requirement gì đó thì mình phải hiểu rõ nó trước trước khi mình làm chứ không phải là cứ 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 nghe xong xong rồi lại bay vô làm 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 tới lúc tới lúc commit code lên cái sản phẩm lên thì nó lại không đúng cái ý của cái người sếp thì nó mất rất là mất thời gian thì người ta là phải giải thích phải làm lại từ đầu đó. Thì đây là một cái vote và cái cái quan trọng nữa là là người ta sẽ người ta sẽ hỏi về reentrancy attack. À thì cái um, cái reentrancy attack thì chắc anh em nào mà không biết thì chắc lên kênh của mình thì mình có một cái video mình giải thích rất là rõ về reentrancy attack. Và mình cũng thấy là 80% các cái nhà phỏng vấn người ta sẽ hỏi về reentrancy attack tại vì cái này là một cái một cái exploit uh, rất là critical uh, trong cái chuyện mà mà giao dịch giao dịch tiền bạc qua lại với nhau á, do đó người ta sẽ hỏi rất là rõ rất là kỹ về reentrancy attack. Thì ví dụ như ở đây, ở đây là sẽ bị nè gặp uh, với uh, cái hàm deposit thì không có nha nhưng mà cái hàm withdraw để coi mình có cái hàm withdraw hay không không có không có uh, có thể là mình sẽ mở một cái project của mình lên để mình show cho anh em xem À, có thể là có, có thể là mình dành cái này ở cho cái phần sau đi tại vì bây giờ mình tìm chắc nó nhiều quá thì mất thời gian của anh em thì mình chỉ mình chỉ nói về cái những cái những cái ví dụ cơ bản thôi ha. còn còn cái này là một cái một cái smart contract vote là nó sẽ ở tầm ở tầm medium level và ở những cái câu hỏi ở cái tầm medium level đó, là mình expect là anh em phải phải biết phải trả lời được phải phải 90 phần trăm tại vì có thể tuyển khi tuyển thì mình phóng vấn rất là cao rất là nhiều nhưng mà khi mà làm khi mà làm thì tất cả những cái vấn đề mà mình giao cho anh em dev là sẽ giao ở cái tầm này ở tầm medium level nghĩa là mình sẽ implement những cái chức năng nó như thế này uh, ngoài ra thì tất cả những cái chức năng như là một cái nft marketplace nè hoặc là một cái một cái auction contract là một cái một cái một cái contract dùng để đấu giá đi hoặc là một cái stacking contract là contract dùng để mình để để lock cái sản phẩm trong đó đi thì tất cả những cái đó nó đều được xếp ở trong cái cái medium level hết và có thể người này thì mình đưa vấn đề này người kia thì mình đưa vấn đề kia và mình sẽ mình sẽ mình sẽ làm từ từ ví dụ như mình mình kêu là đầu tiên là làm một cái hàm deposit sau đó là làm một cái hàm withdraw sau đó là lại implement thêm là bây giờ withdraw là phải thu một phẩy năm phần trăm phí withdraw là phải ví dụ mình thêm là withdraw là phải thu 5% phí đi. Sau đó bây giờ mình sẽ hỏi là ta muốn thu 5,5% thì như thế nào? À anh em nên chú ý những cái điểm mà những cái điểm mà nếu mà mình làm tốt người ta sẽ hỏi tại vì này là rất là đặc trưng của Solidity. Ví dụ như Solidity nó handle cái cái dấu thập phân nó handle không có tốt. À, tại sao những cái token nó phải để là decimal là 18 hay là có những cái người ta phải handle một cái cách rất là đặc trưng theo cái kiểu Solidity mà những cái ngôn ngữ khác nó không có làm. Đó thì cái cái mà handle cái phần trăm là một cái mà 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 native của Solidity nó handle không tốt do đó mình phải sử dụng một số cái library ngoài hoặc là mình phải viết một số cái helper function để mình handle cái cái số những cái số ví dụ như là 5,5 phần hay là 1,2 phần trăm gì đó. đó thì mình sẽ hỏi những cái đó thì có thể anh em biết có thể anh em không biết mà không biết thì cứ cứ Stack Overflow hay là Google hay là có thể chat GPT để hỏi những cái đó thì không biết không biết là cách nào miễn sao là là đạt được cái, cái yêu cầu thì thôi đấy thì đó là một số cái mà mình sẽ mình sẽ hỏi ở trong cái phần medium và mình sẽ expect là ứng viên của mình là nó là người ta phải người ta phải trả lời được hoặc là ít nhất là 90% mình sẽ hỏi càng ngày càng sâu và mình sẽ yêu cầu càng ngày càng nhiều và càng ngày càng khó và mình mình expect là phải phải qua được 90% rồi thì khi mà đã qua được cái chỗ mà medium level á thì mình sẽ move lên một số các cái câu hỏi nó nó hơi khó một tí. À, à có thể gọi là khó. Tại sao gọi là khó? Tại vì không phải là nó 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 khó khi mà anh em chưa làm thôi, nghĩa là vẫn hơi cái lạ, còn thực tế nếu mà anh em mà đã đi làm rồi á mà đã đã từng làm rồi á thì những cái câu hỏi khó này nó giống như là trúng tủ vậy. Là hỏi cái là là biết liền. Thì á những cái này á do đó để mà tránh cái chuyện mà anh em chúng tủ á thì mình sẽ hỏi những cái vấn đề nó mới à, ví dụ như là mình sẽ hỏi về cái chuẩn SPT là SoBao bao NFT á thì cái này nó cũng không mới đâu nhưng mà nhưng mà tại vì cái lúc mà mình mình thay đi phỏng vấn thì nó mới như là cái chuẩn mà SPT SoBao bao token mà để làm các cái identity um, identity ở trên blockchain á đó thì thì nó là non transferable token mình sẽ hỏi về cái chuẩn này mình sẽ yêu cầu là bây giờ á ta muốn viết một cái show bao token và mình yêu cầu anh em implement. Và nếu mà nếu mà anh em nói là oh, tao không biết số bao token là cái gì thì cái đó là rất là ok, nó là không biết thì mình sẽ giải thích là nó là non transferable nè, khi mà mày min ra thì nó sẽ dính với lại cái wallet đó luôn, không có transfer được. Và nó cũng là một có những cái thông số giống như một cái token bình thường giống như anh em thấy ở trên screen. Và mình sẽ yêu cầu cái người đó đọc về cái chuẩn đó và sẽ implement cái chuẩn đó và mình sẽ hỏi những cái câu uh, một số cái implement khá là đặc biệt ví dụ như mình sẽ hỏi cái này ví dụ như có nói uh, cái những cái hàm này á, là nó rất là cần thiết nên em hiểu khi mà mình viết về mình viết về các cái interface uh, với cái smart contract này rồi mình phải có interface để mình làm sẵn cái interface để sau này nó giao tiếp với lại những cái smart contract khác trong cái thời gian mình phát triển lên đó. thì mình ví dụ mình sẽ hỏi câu này mình sẽ hỏi là viết một cái function support interface mà nếu mà cái cái interface ID nhập vô á, mà mình có support thì mình sẽ trả về là true còn nếu mà không thì sẽ trả về là là false thì cái câu này nó khá đơn giản thôi nếu mà anh em biết được cái interface ID á, thì if l thì nó ra nhưng mà mình sẽ expect là anh em phải biết được cái này nghĩa là phải gọi là cái type erc này chấm interface ID bằng cái số nhập vô thì là định true thì đây là cái cái cách để người ta check được là một cái smart contract nó có nó có hỗ trợ cái interface theo cái chuẩn đó hay không đó thì mình sẽ mình sẽ hỏi một cái số câu như vậy hoặc là ngoài cái các cái chuẩn mới ấy, thì mình sẽ mình sẽ yêu cầu anh em implement một cái chuẩn mà sẽ mất là, mất nhiều thời gian để implement ví dụ như là upgradeable đi thì mình sẽ hỏi về Upgradable, thì mình sẽ yêu cầu anh em viết proxy contract Đó, proxy contract thì lại phải là transparent admin proxy hoặc là mình bắt anh em viết là diamond nó thì riêng cái diamond mà để mà để mà định nghĩa mà để build một cái diamond uh, contract thì nó có, mình cũng phải mất vài ngày nhưng mà mình sẽ yêu cầu anh em làm ở trên đây để vướng chỗ nào thì vướng chỗ nào thì mình mình sẽ mình sẽ cùng với ứng viên mình giải quyết cái chỗ đó và trong cái quá trình đó thì mình đánh giá được là là người ta có 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 cái khả năng mà phân tích và giải quyết vấn đề không đó thì cái đó là là một cái một số câu hỏi khó thì nó có thể liên quan tới cái gì? nó có thể liên quan tới các cái, cái chuẩn mới này rồi nó có thể liên quan tới tới upgradable nè do đó anh em phải là liên tục cập nhật kiến thức mấy cái chuẩn mà ERC ấy, thì ở trên cái trang mà EIP của Ethereum á, có nghĩa là các cái đề xuất mà để cho cái cái giao thức Ethereum nó tốt hơn á, thì nó thường xuyên nó cập nhật những cái proposal những cái chuẩn mới có đó kêu mình đầy đủ ở trên đó thì anh em cũng nên xem qua biết đâu mà trong cái buổi phỏng vấn người ta hỏi về SPT hỏi về SOBAO hay là có authentication token mà tự nhiên cái mình mình ta mình mới về đọc hôm qua thì thì coi như trúng tủ là mình sẽ làm rất là tốt đây. Rồi, thì sau khi mà anh em qua được cái vòng mà có thể anh em thể hiện rất là tốt thì cái 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 câu hỏi mà very uh, rất khó này có thể là có hoặc không tại vì nếu mà giải quyết được ba cái vấn đề kia thì cũng có thể là hết hết thời gian rồi thường thì mình phỏng vấn người ta người ta phỏng vấn mình hoặc là mình phỏng vấn viên thì tầm tiếng tới tiếng rưỡi thôi mà nếu mà ai mà cùng làm với mình mà đi qua đi qua ba cái vấn đề đó thì thường là cũng hết thời gian chỉ có những người mà có rất tốt thì mới thì mới còn thời gian thì nếu mà còn thời gian á thì mình sẽ nhảy vô cái câu hỏi là uh, giống như là mình sẽ tìm một cái gì đó ở cái uh, ở cái tầm vóc vũ trụ để cho để cho người ta bí chơi để xem uh, cái giải quyết cái vấn đề nó như thế nào thì do đó nếu mà anh em mà phỏng vấn mà đụng tới cái câu này á mà không biết á, thì cũng đừng có đừng có sợ gì cả tại vì tại vì người ta hỏi tới cái câu này là là đã ok rồi đó ta có những người người ta sẽ không hỏi tới những cái câu này đâu giống như là một cái câu không năm điểm hồi xưa mình đi thi vậy đó rồi thì uh, những cái vấn đề mà đẳng cấp vũ trụ như thế nào thì thường người ta sẽ hỏi là về assembly đó, nó nó liên quan đến assembly là là một cái chức năng của solidity nhưng mà khi mà nó nhảy vào assembly á, thì nó sẽ không có đi qua cái compiler nữa mà nó sẽ giống như là mình giao tiếp được trực tiếp ở dưới cái tầng protocol level của blockchain á thì ở trong phần assembly thì nó sẽ viết C à thì nó sẽ giống như nó cũng không trả liên quan gì tới tới cái cái ngôn ngữ Solidity và blockchain cả mà anh em phải hiểu về cái cách thức vận hành của cái EVM à, giống như hồi xưa mà anh em nào có đi học cái môn mà gì à, cấu trúc máy tính á, à giống như mình mình sẽ giao tiếp trực tiếp với tầng máy tính mình sẽ ship bit mình ship by ship trái ship phải cho nó ra dữ liệu sao sao đó giao tiếp ở cái tầng dưới thì cái đó là một cái một cái vấn đề khó một cái vấn đề khó nữa mà mình hay hỏi nữa đó là về hash về hash thì nó nó lại liên quan rất là nhiều về thuật toán đó. thì uh, ví dụ đi ha ví dụ về hash đi ví dụ về hash thì mình sẽ có một cái contract gọi là exchange core là mình sẽ mình sẽ giống như mình sẽ manipulate một cái giao dịch của ngân hàng ấy. thì thì nó sẽ có cái hàm này ví dụ như là unsafe nè đó thì nó sẽ có assembly trong đây à nó sẽ có write address nó sẽ có assembly ở trong các cái hàm này cái này là unsafe write address và mình sẽ truyền vào index và mình sẽ truyền vào cái address cái này là unset right mà like you in mình cũng sẽ truyền vào một cái index và mình sẽ truyền vào một cái suột ở đây cái kiểu là you in đó thì nó sẽ hash nó sẽ hash bằng cách là nó nó sử dụng assembly và nó sẽ trả về cái index thì ở dưới này ở dưới này ha đây cũng là bay thì đó có ba kiểu có ba kiểu một kiểu là nhập vào cái address để hash nè kiểu nhập vào cái you in nè và một cái kiểu là sẽ nhập vào cái bay và ở dưới này mình sẽ có một cái gọi là hash order để mình mình hash những cái đó ra để mình lấy được một cái một cái hash mà nó phải là đặc trưng nhất đó, thì cái hash này ấy, thì ở trong đây nó lại xài assembly tip à, nó sẽ là assembly tip thì đó những cái câu hỏi này nó mình sẽ cố tình mình làm cho nó cho nó cắt cớ mà cho nó khó mà cho nó về assembly mà, cho nó về hash cho nó đó, để cho để cho ứng viên người ta không biết còn nếu mà thật ra ứng viên mà biết biết mà giải quyết được cái câu này thì phải nói là cái chuyên môn là ở cái tầm vũ trụ rồi thì rất là ok nhưng mà mình thấy 99,9% mà đụng tới mấy cái câu này là sẽ không biết. Thì uh, thì đó thì mình sẽ hỏi đấy. Uh, anh em thấy cái vấn đề gì với cái uh, với cái smart contract này. À thì lúc đó thì mình sẽ phải suy nghĩ và tất nhiên là suy nghĩ thì mình sẽ phải mổ xẻ từng cái hàm này ra, mổ xẻ từng cái hàm ra. Rồi sau đó mình sẽ mình sẽ đọc cái này. Thì uh, cái này là thậm chí cái lúc mà người ta hỏi mình mình cũng không biết luôn, nhưng mà mình sẽ cùng mổ xẻ với lại cái người mà không nhấn mình thì rốt cuộc cái vấn đề á là cái vấn đề nằm ở cái ở cái thứ tự của các cái hash ở trong assembly này nếu mà mình sử dụng cái cái thứ tự này á thì nó có thể nó có thể trả về một cái hash trùng nhau à, đối với những cái những cái cách những cái đầu vào khác nhau mà có thể trả là cùng một cái hash đó thì cái này nó, nó rất là chuyên về về hash nó chuyên về thuật toán và chuyên về assembly luôn do đó thì thì mình cũng mình expect là anh em sẽ không biết mà cũng giống như là mình mình thử mình giao tiếp mà mình, mình nói chuyện với anh em uh, cho nó vui vậy thôi đấy thì uh, đó thì đó là tất cả những cái gì mà mình mình từ mình đi phỏng vấn mình từng hỏi ứng viên của mình cũng như là mình uh, mình đi uh, mình phỏng vấn ứng viên thì mình cũng sẽ hỏi đó, những cái đó thì uh, ngoài ra nó còn nhiều vấn đề lắm uh, nhưng mà chắc là trong cái trong một buổi thì không thể nào mà chia sẻ hết với anh em được đâu À, do đó mình mình cũng chỉ nói tên thôi tên một số cái từ khóa hay vậy á nên anh em nào mà có chuẩn bị à, đi phỏng vấn mà pe có đinh thì cứ cứ làm theo cứ sạch những cái từ khóa đó là mình tìm hiểu trước có không biết thì mình sẽ mình sẽ cùng với lại cái người phỏng vấn mình mình giải quyết thôi thật ra phỏng vấn cũng vui mà à, phỏng vấn để lấy kinh nghiệm có thể tập nhưng mà cái cái lần phỏng vấn sau thì mình sẽ tốt hơn đó à, rồi thì á còn một cái vòng cuối nữa đó là một cái vòng mà điêu lương thì đối với riêng ở bên những cái vị trí mà mà chủ chốt và như cái vị trí của mình ở bên design thì người ta sẽ người ta sẽ đi hết tất cả năm vòng đó luôn nghĩa là đầu tiên là nó sẽ xét CV nè xong rồi sẽ sẽ gặp CEO hay CTO ngồi chém gió một xíu nè xong rồi sẽ làm một cái sản phẩm demo nè xong rồi sẽ ngồi pair coding nè xong rồi tới cái vòng điêu lương từ tới cái vòng mà điêu các cái các cái quyền lợi của mình á thì thì người ta hay nói vui là tao phỏng vấn mày bốn lần rồi bây giờ cái lần này á, là mình sẽ phỏng vấn ngược lại ứng viên à có nghĩa là mình đã pass hết rồi bây giờ bây giờ mày muốn như thế nào làm sao để để mày chịu về đây mày làm việc cho tao thì có vòng điêu lương thì mình cũng cũng uh, chia sẻ anh em một số cái kinh nghiệm về về điêu lương thì tr trước mắt là để điêu lương mà để đưa ra một cái con số á, thì nó nó cũng rất là khó đưa một con số mà tại vì nếu mà nếu mà thấp quá thì thì thiệt cho mình mà nếu mà cao quá thì có có thể là là cái cái người tuyển mình người ta không chấp nhận trả cái mức lương như vậy do đó lúc nào mà ở trong cái vị trí ấy, một số một số công ty người ta sẽ để là up to nghĩa là đối với cái vị trí này tao chấp nhận tao trả tới cái mức tối đa là như đây để cho mình có một cái móc nào đó để mình expect thì nhưng mà cũng có một số cái người ta không để người ta để negotiable có thể là tiềm lực tài chính của người ta rất mạnh hay là người ta sau đó không biết thì để mà điều lương ấy, thì anh em nên, nên chú ý một số thứ uh, như thế này thứ nhất là mình phải hiểu được là cái cái mức lương của cái mức lương của cái vị trí mà mình mình được tuyển á là ở trên thế giới người ta đang trả bao nhiêu ví dụ như ở cái tầm mà ở cái tầm mid level á mid level mà blockchain engineer thì nó vào tầm khoảng khoảng 90 tới 120 nghìn một năm thì cái đó là cái số bên Mỹ Mỹ bên châu Âu tất nhiên ở bên đó thì cái lương nó sẽ cao hơn mình rất là nhiều đó thì 90 thì một tháng nó vào tầm khoảng 8 ngàn đó là mình phải biết thứ nhất là mình biết cái mức lương đó cái thứ hai nữa là mình vẫn phải hiểu là tại sao những cái start up đi hay là những cái công ty blockchain nó lại nó lại chấp nhận nó tuyển một cái người ở bên châu á hoặc là trung quốc hoặc là ấn độ và nó lại cho làm việc remote nữa là đó là tại vì cái cái mức lương của mình sẽ không cao bằng cái tội mỹ với lại tội châu âu rồi đó nó chấp nhận nó qua đây mặc dù là mình biết là chuyên môn của mình có thể là có thể là ngang ngửa hoặc là tám mười chín mười với tụi nó có thể là giỏi hơn người đó nếu mà nói về phần chuyên môn mà build sản phẩm thì việt nam rất là nhiều đẹp giỏi đó nhưng mà có thể là tiếng anh không tốt hay là có thể là do cái đặc điểm về địa lý hay sau đó nhưng mà cái mức lương của mình mà chắc chắn sẽ thấp hơn cái mức đó rồi và còn một cái nữa mà anh em có thể anh em có thể điều lương đó là mình dựa vào cái cái performance của mình ở trong các cái cuộc phỏng vấn tại vì khi mà mình 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 phỏng vấn thì mình biết là cái cái người mà phỏng vấn mình người ta có thích mình hay không đó chẳng hạn như mình phỏng vấn Pisonei thì mình cảm giác là người ta rất là thích mình và mình cũng làm khá khá là tốt, do đó mình mình có thể điêu cao hơn một tí, hoặc là nếu mà nếu mà mình cảm giác như là uh, có thể là mình 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 làm chưa tốt lắm, hoặc là mình cái cái năng lực của mình vẫn vẫn chưa thể mà đáp ứng được cái cái uh, cái công việc ở cái vị trí đó chưa tốt lắm thì mình lại chấp nhận mình uh, mình uh, mình thấp lương một tí. Và một cái điểm anh em nên lưu ý là, là mình có thích hay không đó. À, ví dụ như mình mình rất thích cái ông này à, mình thích cái thằng cto này quá mình sẽ làm việc với nó à, mình chấp nhận là một cái bước lương thấp để mình có thể theo người ta mình làm việc chung với người ta mình học hỏi từ người ta à, và và người ta có những cái đại ngộ đặc biệt đối với mình ví dụ như là người ta chấp nhận mình có những cái hobby chứ ở ngoài cái công việc chứ thường những cái công ty mà nó tuyển thì có một số công ty nó lại không thích mình coi đó khi mà nó tuyển full time thì nó chỉ thích là mày phải cắm đầu mày làm cho tao thôi chứ không thích là mày có những cái hobby khác như là youtube hay là như là chia sẻ là gì đó thì người ta lại không thích thì mình cũng có thể dựa vào những cái những cái đãi ngộ khác chứ chỉ không 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 có riêng về lương còn còn một cái nữa mà anh em có thể uh, có thể suggest với người ta có nghĩa là mình mình đừng có mình đừng có ép cái mức lương mình đừng có bắt là bây giờ là phải trả cho tao 5 ngàn hay là 7 ngàn hay là gì đó thì nó nó sẽ rất là khó để hai bên quyết định tại vì mới phỏng vấn, mới nói chuyện với nhau vài lần thì cũng cũng chưa biết cái năng lực của của nhau là như thế nào. Do đó thì mình có thể nói là hay là tao có thể uh, bắt đầu uh, với mày 3 tháng đi, 3 tháng probation với cái mức lương là ít gì đó. Thì để xem sau 3 tháng đó nếu mà cái 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 cống hiến, cái giá trị mà tao cống hiến nhiều hơn cái mức đó thì mày tăng cho tao. Còn nếu mà tao cảm giác như mà tao chưa đạt được cái cái expectation đối với cái mức lương đó thì có thể các bạn ta hạ lương xuống đó thì mình có thể nói chứ đừng có nói vậy thì nó sẽ nó sẽ đỡ căng thẳng hơn nó sẽ đỡ bị o ép hai bên là vô một cái số lượng lương nhất định nào đó phải phải trả thì nhiều khi nó nó căng thẳng quá và cũng hơi khó để để mình điêu lương rồi thì điêu lương xong thì tới lúc mà anh em đi làm thì mình mình lại tiếp tục mình thể hiện thôi đi làm thì thì thời gian đầu đối với công ty thì chắc chắn là sẽ ngợp chắc chắn là vô mà nếu mà anh em nè mà làm mà làm chuyên về đẹp mà gặp những cái ông CTO mà hoặc là những cái sếp trực tiếp người ta rất là perfectionist người ta dò code người ta có thể dò tới từng dấu chấm dấu phẩy từng cái chữ hoa chữ thường từng cái cách đặt tên biến luôn như mình là mình đã từng làm với lại những cái người mà người ta perfectionist cực kỳ luôn mà mình rất là căng thẳng luôn nhưng mà anh em phải nên nhớ là thường là cái thời gian đầu nó căng thẳng thôi chứ mà anh em mà đã qua được một tháng hai tháng hay là ba tháng rồi riết cái mình cũng quen à. mình bắt đầu mình hòa nhập được thì mình thấy à, ok nó cũng nó cũng bình thường và chính là vì làm việc với những cái người đó mà cái trình độ của mình nó mới lên đó, thì người ta sẽ người ta sẽ sẽ dạy cho mình rất là nhiều thứ rồi ok chắc là mình đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ ở trong ở trong cái buổi hôm nay Nên kêu anh em đã đã ngồi nghe mình chém gió Ok, cái anh quân anh quân ơi thì trong hồi nãy chú chia sẻ thì có hai bạn uh, nhắn có câu hỏi đó. dạ câu hỏi thứ nhất là anh có thể chia sẻ một tí xíu về các công việc uh, uh, blockchain cho cho intern fresher ở thành phố hồ chí minh hay không và điều kiện để apply những công việc đó là gì Uh, uh, mọi người ơi chắc là internet tại chỗ anh quân uh, uh, bị bị lỏng một tí xíu ảnh vừa bị văng ra khỏi dung rồi thì anh em chịu khó đợi tầm hai phút nha uh, trong thời gian này thì không biết là mọi người thấy phần chia sẻ vừa rồi của anh quân như thế nào uh, thì mới chỉ có hai bạn gửi cho trang ừ. uh, câu hỏi thôi á thì có gì uh, mọi người có bất kỳ câu hỏi gì về cái quy trình phỏng vấn cũng như là uh, hỏi sâu thêm một tí xíu nữa về những cái kiến thức mà mình cần chuẩn bị hay là uh, mình cần chuẩn bị bao lâu như thế nào học từ mentor nào mình cần kiếm mentor như thế nào hay như thế nào đó thì đều có thể chat lên hỏi anh nha à, Hello em, anh, anh. anh bấm nhầm cái nút tắt cái nó đau luôn <cười> 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 ok dạ em có gửi cho anh cái khung chat uh, hai câu hỏi từ hai bạn khán giả đó anh vừa dạ câu hỏi thứ nhất là anh có thể chia sẻ thêm một tí xíu về uh, các công việc dành cho intern và fresher uh, các công việc blockchain uh, và cái điều kiện để mà apply vào những công việc đó là gì? ok em thì uh, đối với cái mảng blockchain đó nha thì thì cũng cũng thực tế là cái cái mảng blockchain mà mà cho intern đó, cho intern thì thì thực tế là rất là khó tìm rất là khó, tại như cá nhân anh vậy, anh làm dự án á thì người ta sẽ chấp nhận trả tiền cho những người biết làm, để làm dự án. Chứ còn tụi em mà intern, intern, thậm chí anh cũng chia sẻ ở đây, có một số anh em mới cứ nhắn cho anh kêu là bây giờ em có thể làm miễn phí cho anh luôn. Anh, cứ, anh có dự án là anh cho em join cho vô để em lại em học thì em có thể làm miễn phí cho anh. Nhưng mà anh cũng, anh cũng không có chấp nhận nữa, tại vì, tại vì đặc, cái đặc trưng như này không phải là mình khó hay là gì, tại vì cái đặc trưng của những cái dự án blockchain đó, nó sẽ liên quan tới tiền và rất là nhiều tiền do đó người ta sẽ cần những cái người biết làm và làm được để 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 làm những cái dự án về blockchain đó thì một số nếu mà em là intern nha thì anh cũng sẽ có một số cái lời khuyên cho em em là intern em muốn em muốn làm dự án blockchain thì em đừng có nói em là intern <laughs> thật ra anh nghe thì nó cũng nó cũng hơi nó hơi lạ nhưng mà thật ra cũng, em em có thể làm được nha nếu mà intern thì em nên làm gì nè tại vì á em nên có những cái dự án cá nhân của mình ví dụ như em xác nhận là mình đang học blockchain em xác nhận mình là intern thì ví dụ như em làm một cái một cái sản phẩm nó cơ bản thôi như là như là NFT collection và em deploy nó lên một cái testnet nào đó ví dụ như là BSC testnet hay là gì đó và nó có một cái trang web đang chạy à, testnet thôi không cần phải mainnet hoặc là em có thể làm cái đơn giản như là làm một cái game một cái game tung thẻ bài một cái game hên xui chẳng lẽ đó. Để, để, để tiền á thì những cái đó nó rất là nó rất là những cái những cái đáp rất là cơ bản nhưng mà em phải có một số kiến thức nhất định về cái chuyện mà blockchain về cái chuyện mà build đáp về cái chuyện mà connect wallet về cái chuyện mà security về cái cách mà viết một cái smart contract mà cho nó cho nó ra hồn đó thì em nên có những cái sản phẩm đó trước đi và khi mà em apply vào ví dụ như em apply vào team anh mà em apply vào các dự án khác thì em đừng có nói em là intern Em nói tao là blockchain developer Đây là những cái sản phẩm của tao đang chạy đây Có thể người ta có thể người lên ta coi Đây là GitHub, à, GitHub của tôi là có những cái này 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 Thì khi đó mình sẽ Mình sẽ present được cái bản thân mình không phải là một intern Và nó sẽ Nó sẽ Nó sẽ nó sẽ, nó sẽ, nó sẽ, nó sẽ meet được cái, cái yêu cầu của Của một cái người Project owner là cần một cái người biết làm để để join team để làm chứ không phải là chứ không phải là một cái dạng intern nữa thì đó là cái 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 lời khuyên của anh dành cho em okay. câu hỏi thứ hai là bạn muốn hỏi về các kỹ năng cơ bản để học tốt blockchain à, kỹ năng cơ bản thật ra thì kỹ năng cơ bản á là mình đối với anh quan trọng nhất tại vì blockchain nó là công nghệ mới nè thì em phải em phải thích tìm tòi À, còn kỹ năng cơ bản thì nó cũng như những cái công nghệ khác thôi blockchain thì nhiều khi nhiều người người ta ca ngợi nó đột phá gì nọ nhưng mà bản thân nó cũng chỉ là một cái công nghệ lưu trữ thôi do đó nếu mà em có cái kiến thức đã có kiến thức về tech về lập trình về it thì em sẽ em sẽ học rất là nhanh thôi còn còn anh nếu mà những cái người mà muốn học blockchain thì anh khuyên là đừng đừng có hỏi nhiều tại vì trước khi học á, trước khi học thì mình không biết gì đâu mình rất là mình rất là lăng man anh cũng hiểu cái tâm lý đó là phải hỏi là bây giờ em cần chuẩn bị cái gì em cần học cái gì em cần học cơ bản lập trình trước khi học blockchain không em cần học uh, lập trình web trước khi lập trình blockchain hay không thì tất nhiên đó là tất cả những cái kỹ năng mà nó sẽ liên quan đến nhau và nếu mà em có những cái kỹ năng đó thì thì rất là tốt còn cái lời khuyên của anh đó, nếu mà em muốn học blockchain thì em cứ nhảy vô em làm đi cứ nhảy vô em học trước cái đã thì trong cái quá trình mà mình học trong cái quá trình mình tìm hiểu trong cái quá trình mà mình giải quyết một số vấn đề gì đó thì mình sẽ vỡ ra nhiều thứ nữa sẽ vỡ ra nhiều câu hỏi nữa là lại mình lại tìm tòi mình lại giải quyết những cái vấn đề đó thì cứ từ từ như vậy là là cái cái trình độ của mình nó sẽ càng ngày càng lên thôi cứ bay vô cứ làm cứ vướng tới đâu gỡ tới đó không có cái gì khó quan trọng là mình có mình có đủ cái cái sự quyết tâm mà có sự tập trung để mình, mình, đầu tư thời gian công sức để mình mình tìm hiểu nó hay không thôi chứ nếu mà anh em đủ quyết tâm là là học được hết chứ không có gì hết à, ok câu hỏi nữa của bạn lê phương nè anh câu hỏi cũng khá là già ở trong công chat trường hợp công phía công, công ty có động tác muốn viên nhận nhiều phần trăm tóc cần trong các lương trong khi mà bạn chưa tin tưởng lắm muốn nhận bằng này tiếp tục cần hoặc stable coin nhất là các vị trí cao thì làm sao để điều khi mà họ khó chịu không khó chịu và thấy thoải mái cái này cái này thì mình chia sẻ cái cái kinh nghiệm cá nhân thôi nha tại vì để mà ví dụ ở những cái vị trí cao đi khi mà mình ví dụ như mà mình tuyển một cái vị trí cao á, thì nó nó cần nhiều cái nó có, có nhiều cái vấn đề hơn là cái 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 chuyện lương thì uh, giống như là mình điêu á, giống như là mình hai người cùng cùng đưa ra một cái điêu thì một cái điêu thì các cái điều khoản là hai bên người ta phải hai bên người ta phải, phải tất cả hai bên đều phải thỏa mãn thì ví dụ mình mình thỏa mãn ở một cái điểm A nhưng mà người ta cái người đó người ta thỏa mãn ở một cái điểm B kìa. thì cái 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 cái, cái mà mình sẽ làm thì mình thường mình tìm một cái điểm nào đó ở giữa ở giữa hai cái điểm A và B đó để cả hai cùng thỏa mãn. Thì ví dụ như là những cái ứng viên mà người, người ta đã có nhiều kinh nghiệm rồi, người ta đã làm nhiều rồi thì thì tất nhiên người ta sẽ thích nhận đi tiếp cần hoặc là người ta sẽ thích nhận stablecoin hơn tại vì tiền mà đúng không? Làm thì tiền tươi thóc thật thì người ta vẫn thích hơn. Còn uh, mình cũng hiểu cái tâm lý là tại sao mà người ta không có thích nhận không có thích nhận cần tại vì khi mà nhận tóc cần á cần thì mình là startup mà mà startup thì 99% sẽ chết trong vòng một năm đầu. Đó. Nếu mà startup trong blockchain thì 99% là sẽ chết. Do đó người ta có thể người ta sẽ đánh giá cái token là không có giá trị. Mà nếu mà đã là founder mà nhận token nữa thì khi mà cái token nó đang có giá trị thì người ta sẽ không muốn xả. Đó. Thì cái này mình cũng rất là khó khuyên bạn Lê phương tại nó cũng phải tùy vào cái ứng viên của bạn như thế nào. Khi mà bạn nói chuyện mà bạn cảm thấy người ta như thế nào, cái cá tính của người ta như thế nào. Đó, và ví dụ người ta muốn ở một cái điểm như vậy còn mình muốn ở một cái điểm như vậy thì bạn cứ tìm một cái một cái điểm nào đó ở giữa giữa hoặc là có thể là mình chịu thiệt một tí mình trả lương cho người ta cao một tí giảm giảm cái chuyện tóc cạnh hoặc là như thế nào đó mà để cả hai cả hai cùng cảm thấy thoải mái với lại các cái term and condition thỏa thuận với hai bên thì thì ok thôi ok không biết là bạn phương không biết là cô cô à, cô trả lời của anh quân là ok yeah, bạn thấy ok chưa cái trường hợp này có câu hỏi này thì chẳng mới nhận được <laughs> ok phương Uh, uh, các bạn, nếu mà các bạn có câu hỏi các bạn cứ chắc lên chọn everyone cho 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 mình uh, có luôn mức luôn uh, mức luôn khởi điểm của một chu nhờ blockchain khi mới bắt đầu là là là, là, trong khoảng bao nhiêu <laughs> uh, chu nhà ha chu nhà thì uh... Junior nhà thì nếu mà mình nhận một cái bạn junior mà có thể làm được việc mà có thể join được một dự án thì tầm vào một ngàn tới một ngàn rưỡi đó là cái mức mình trả còn uh, trong team mình á, mà nếu mà một cái bạn mà ở tầm mid level thì nó vào tầm khoảng hai ngàn thì đó là cái uh, cái uh, cái mặt bằng chung thôi nhưng mà đấy thì mặt bằng chung thì mình trả như vậy nếu mà mình uh... và mình thấy đa số dự án nó cũng sẽ trả tầm đó <laughs> uh, nếu mà bạn làm onsite đó là làm làm onsite thì cái lương nó sẽ khác nha còn nếu mà bạn làm mà, mà, remote như mình thì cái lương nó sẽ khác để thường remote thì thì người ta sẽ sẽ trả thấp hơn người ta nếu ai cũng thích làm remote đó. thì nếu mà làm uh, remote mà chưa nhờ thì có thể bạn có thể sạc với ở mức tám chín trăm gì đó thì sau này nếu mà khoảng sau ba bốn tháng mà mà người ta thấy uh, ok làm remote vẫn đảm bảo được cái uh, cái cái uh, cái công việc đó, thì uh, người ta sẽ chấp nhận cho mình làm remote còn uh, ở cái ở Hà Nội đi như là ở trong cái làm on site ấy. làm on site thì mình thấy ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì ở, ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ cao hơn một tí ví dụ như ở Hà Nội thì tầm một ngàn tới một ngàn rưỡi còn ở trong ở trong Nam thì có thể người ta trả tầm một ngàn tám một chín hoặc là có thể có bạn nào mà xuất sắc mà có là mặc dù là chu nhờ nhưng mà làm tốt á, à, cày cốt đồ này kia được nhiều dự án á, thì người ta sẽ trả tầm hai ngàn dạ yeah, rồi, right. ok cảm ơn anh Quân câu hỏi tiếp theo, à, các dự án blockchain ở Việt Nam còn nhiều không ạ? À? và anh thấy khi nào blockchain có thể up trên như trước? wow cái câu này, cái câu này thì uh, rất là khó trả lời. cái khúc đầu thì dự án, uh, các dự án blockchain ở Việt Nam còn nhiều không ạ? À? thì mình thấy không nhiều. À, cái 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 trend nó qua rồi cái trend game file này, lúc trước anh em biết là game file Việt Nam X Infinity này Titan Arena là những cái những cái những cái game trụ cột á, thì nó vẫn vận hành ở cái mức mà operational level thôi còn dự án blockchain mà mới ở Việt Nam thì thì cũng có cũng có à, nhưng mà nó lại hiếm nhưng mà có thì ở cái ở cái mà thời kỳ mà đau trend như thế này á, thì uh, mình thấy là người ta build uh, những cái dự án blockchain ở Việt Nam là build chain build là nhiều. Đó, nó theo cái trend là ZK uh, Rollup người ta build các cái sidechain cho các cái uh, cho các cái chain chính thì có, lúc mình đang theo. Uh, có một cái dự án của uh, của Spinolab, Spinolab cũng là một cái uh, cái startup Việt Nam mà có trụ sở ở Singapore thì người ta đang build chain. Thì uh, thì đó là một số cái một một số ít cái dự án blockchain mà hiện tại người ta vẫn còn tiếp tục build đấy thì, thì còn uh, cái vế sau là khi nào blockchain có thể uptrend như trước thì cái này khó tại vì nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố lắm thì lúc trước mình có một thật ra mình có một cái video phân tích cái vấn đề này ở trên cái kênh của mình đó, là là khi nào mà downtrend là khi nào mà uptrend trở lại thì nó liên quan tới tới nhiều cái cái vấn đề mà kinh tế vĩ mô nhưng mà nhìn vô cái chạc của cái, cái các cái trend đó, thì blockchain thì nó đi nó thường đi theo cái chu kỳ 4 năm giống như là năm 2017 rồi tới năm 2021 thì do đó người ta người ta hay dự đoán là tới cuối năm 2023 là cuối năm nay nè thì nó sẽ nó sẽ quay trở lại khi mà các cái các cái yếu tố vĩ mô nó bình thường trở lại thì cái dòng tiền nó sẽ đổ vào uh, cái blockchain trở lại thì khi đó nó sẽ uptrend và cái gì dẫn tới uptrend thì mình nghĩ mình nghĩ cái 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 điều mà dẫn tới uptrend nó sẽ là cái mass adoption. Có nghĩa là bây giờ cái blockchain nó giống như là một cái miền viễn tây hoang dã vậy à, ai vô làm cũng được thì anh em thấy bị hack rồi bị lừa rồi bị scam rồi bị rug pull rồi bị quá trời luôn. Nó nó chưa có một cái gì là 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 là, là, là giống như là compromise được với lại các cái chính phủ á thì do đó là mình nghĩ là cái mass adoption khi mà luật lại người ta rõ ràng thì nó sẽ chia ra làm hai trường phái một cái blockchain là hợp pháp à, rất là thân thiện với các chính phủ và một cái blockchain là decentralized như là bitcoin thì nó sẽ phân chia ra vậy thì khi mà mọi thứ nó rõ ràng rồi thì những cái nhà đầu tư mà chính thống những cái nhà đầu tư lớn mà mà người ta phải tuân thủ theo pháp luật thì khi đó người ta cảm thấy thoải mái để đầu tư vào các dự án blockchain thì khi đó thì cái uptrend nó sẽ trở lại thì tất nhiên cái đó là cái dự đoán cá nhân của mình thôi chứ còn có đúng hay không thì thì thời gian trả lời chứ cũng không biết được không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra trong tương lai bạn Lê Phương cũng có hỏi nữa có nhiều công ty tuyển riêng solidity job không anh thì mình chủ yếu thấy tuyển full stack và nếu có công việc nếu có thì công việc của solidity hàng ngày hay trong một tháng là như thế nào vì nhiều dự án thì mình thấy không có nhiều tình trắc máy thường thường là các team phân end bắt em làm lâu và tỉ mỉ thường thì thì đối với blockchain thì mà mình sẽ không yêu cầu về solidity con không mà mình sẽ yêu cầu là anh em biết nhiều tại vì uh, tại vì thực tế nha những cái công ty mà blockchain nó thường là nó nó là dạng các cái startup nhỏ nhỏ thôi chứ chứ không phải là nó quy củ như là những cái big tech mà ai ai làm việc đó được do đó người ta sẽ yêu cầu mình biết nhiều do đó người ta tuyển full stack có thể cái việc chính của mình là viết smart contract này solidity nhưng mà người ta sẽ sẽ yêu cầu mình làm thêm nhiều việc khác đó là cái lý do tại sao trong cái phần đầu và phỏng vấn ấy, anh cũng nói là anh rất thích những cái người mà mà dám step out of comfort zone nghĩa là mặc dù là ok cái công việc chính của ta là làm solidity nhưng mà nếu mình yêu cầu người ta làm một cái công việc đó ở ngoài thậm chí là yêu cầu một cái một cái framework hoặc là một làm một cái ngôn ngữ gì đó mình chưa từng biết bao giờ thì mình vẫn chấp nhận sẵn sàng thoải mái để là nhìn, mình làm những cái chuyện đó thì thì cái đó mới là mới là cái cái hay của những ứng viên chứ còn mà những ứng viên mà vô mà kêu không bây giờ tao chỉ làm solidity thôi những cái khác tao không làm thì cũng cũng rất là khó để hòa nhập lại trong trong một cái môi trường mà mà up blockchain dạ yeah, right. yeah. thì đúng là môi trường startup là đòi hỏi mình phải 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 phải, phải uh... Uh, là nhiều hơn uh, tuy nhiên thì cũng từ đó là mình cũng học được rất là nhiều uh, một câu hỏi từ bạn là uh, thuy bình thủy nên học front end react js hay android object c cho ok chờ anh hai phút nha dạ vâng cái uh, chủ đề về uh, blockchain cũng như là những cái tuyên nhập vào cũng uh, với những cái chủ đề khác á, thì ở trên cộng đồng telegram của khamba tụi mình trao đổi cũng uh, khá là nhiều thì cho nên là các bạn có thể uh, tham gia vào uh, kênh telegram hoặc là kênh facebook của tụi mình để mà uh, có thể trao đổi nhiều hơn Hầu như là ngày nào thì tụi mình cũng đều chia sẻ một cái topic nào đó hoặc là update một cái thông tin, một cái uh, uh, tin tức nào đó liên quan đến công nghệ. Mình sẽ gửi lên cho các bạn nhé. vẫn còn cái uh, buổi chia sẻ ngày hôm nay của anh Quân thì ban tổ chức sẽ có rất là uh, cố gắng để mà edit và cũng như là upload ở trên uh, kênh Youtube của Gamba. hai uh, hey, em! Hello, cái, anh. À, cái câu hỏi hồi nãy là gì nhỉ học blockchain react hay android ở cho mobile anh để làm uh, thật ra cái đó là một cái rất là hay á anh nghĩ là anh anh trong cái buổi mà mà nói chuyện của anh cũng hay thiếu phần đó tại vì anh em thấy bây giờ là những cái nền tảng mobile nó 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 chưa có hỗ trợ mạnh về cái chuyện mà blockchain thậm chí cả bên ios người ta cũng không cho nếu mà liên quan tới crypto liên quan tới blockchain người ta còn không cho upload lên trên cái uh, cái 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 app store của người ta nữa và build build một cái app ở trên ở trên blockchain ở trên ở trên mobile ấy, thì nó nó lại không có nhiều cái thư viện cũng như không có nhiều cái framework mà nó hỗ trợ như là ở trên cái nền tảng web thì đó là một cái câu hỏi rất là hay nếu mà mình mình học front end và react này android android và objective c ấy, mình học trước thì chắc bây giờ nó cũng đã có rồi nha chứ không phải nó ít chứ không phải là nó không có nếu mà mình học chuyên về đáp về mobile thì sau này cái xu hướng là người ta cũng sẽ sử dụng trên điện thoại nhiều hơn là trên web thì uh, thì nếu mà em học hướng đó thì mình có thể build luôn những cái nền tảng để hỗ trợ cho mobile về web free thì anh thấy rất là nhiều team người ta đang đi theo hướng đó uh, ví dụ như là cái uh, cái cuộc thi mà của solana Codecam, thì cái bạn mà đạt giải nhất là cái bạn đó viết cái Sonkit nghĩa là một cái một cái framework và một cái thư viện để giao tiếp với lại cái Solana blockchain ở trên mobile đó thì anh em nào mà viết được những cái đó thì cái đó là là một cái mà anh nghĩ là cái thị trường blockchain nó đang thiếu ấy, là cái cái hỗ trợ trên mobile là phải nhiều như là hỗ trợ ở trên cái nền tảng web ấy. thì thì em học cái đó rất là hay có thể là mình học ở cái tầng ở cái tầng co là mình build luôn mình build luôn cái cái, cái 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 nền tảng để mình hỗ trợ blockchain ở trên mobile hoặc là mình học sử dụng À, mình 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 thao tác à, hiện tại cũng có những cái thư viện nó hỗ trợ vậy và mình là một cái người mà sử dụng rất là tốt thao tác rất là tốt ở trên mobile thì đây là một cái cái, cái rất là hay để học có thể là những cái dự án trên nó đang thiếu những cái này đó rồi ok cảm ơn ngạn thủy vì có hỏi rất là hay ok thì À, mình đợi thêm một phút nữa nha. Nếu mà không các bạn không có câu hỏi gì thêm thì à, cái buổi chia sẻ của anh Quân và Ba có thể kết thúc tại đây. Thì hồi nãy là trang có gửi à, đồng link dẫn đến hai cái group cộng đồng của Gambar ở trên cả Telegram và Facebook. À, thì như hồi nãy mình có chia sẻ đó thì à, hàng ngày thì Gambar đều có à, update những cái tin tức liên quan đến công nghệ cũng như là những cái câu hỏi có thể để con mọi người có thể là thảo luận cùng nhau nếu mà uh, được hơn nữa nếu mà mọi người có bất kỳ vướng mắc gì hay là bất kỳ vấn đề gì trong công việc hay là học tập thì mọi người đều có thể là gửi lên đó câu hỏi của mình thì cộng đồng anh em trong đó có thể giúp đỡ lẫn nhau yeah. ok thì em nghĩ anh Quân uh, bây giờ thì em không thấy là ai gửi câu hỏi lên nữa thì em nghĩ là buổi event và buổi chia sẻ của mình ở đây có thể uh, dừng ở đây uh, cái video record này em sẽ uh, edit và cũng sẽ cập nhật ở lên trên trang youtube à, có gì em sẽ gửi anh quân và các bạn sớm nha có thể vào đầu tuần sau à, tầm thứ thứ ba thứ tư gì đó mình sẽ gửi ok thank you anh em bye bye dạ ok em cảm ơn anh quân nhiều nha cảm ơn tất cả mọi người và dạ, hẹn mọi người ở những buổi event lần sau ạ